Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Tô Lâm vẫn chỉ chống lãng phí chung chung. Tiếp theo kỳ 1, chống lãng phí, có chống được không? Của nhà báo kỳ cựu Nguyễn Thông ngày 4 tháng 11, báo Tiếng Dân đăng tiếp kỳ 2 của loạt bài báo này. Cũng như kỳ 1, thời báo chấm đề giới thiệu bài viết kỳ 2 này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Đọc toàn bài chống lãng phí của ông Tô Lâm, ra kính soi từng câu từng chữ, Tôi không thấy ông ấy đề cập tới những thứ lãng phí đang diễn ra công khai hàng ngày, những lãng phí đã được luật hóa bằng nghị định này chỉ thị nọ của đảng, nhà nước. Đặc biệt, bài viết đứng tên ông Tô Lâm hoàn toàn không đã động gì tới bệnh hình thức, mãn tính, gây cực kỳ lãng phí, đã thành thứ tệ nạn kinh khủng hết thuốc chữa ở xứ này. Cũng không chỉ ra sự duy trì quá nhiều tổ chức hội đoàn, ban bệ, cánh tay phải, tay trái, cánh dài, cánh ngắn, rất vô tích sự, ngốn ngân sách từ tiền thuế của dân. Và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Tới ngày 26 tháng 10, phát biểu tại Quốc hội với tư cách đại biểu, Tổng bí thư Tô Lâm trăn trở, lãng phí xảy ra nhiều lắm, tại sao mình lại vướng mình, làm khó mình đến vậy? Quy định làm sao mà để cuối cùng mình không thực hiện được? Nhà nước còn không làm được, thì sao doanh nghiệp làm được? Ông hàng xóm nhà tôi đọc xong cười bảo, vẫn chung chung. Lâu nay, người đời thường ngại đụng chạm, ngại ý kiến ý cò về phát ngôn của lãnh tụ cấp cao, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Với quan niệm đó là buồn cấm, nói ra cũng chả giải quyết được gì. Có khi không phải đầu lại phải tai, nát đám cỏ gà, rứt vạ vào thân. Nhưng tôi thì khác, nói được những điều có ích cho số đông dân chúng, cho cộng đồng chịu nhiều thiệt thòi thì cứ nói. Trung ngôn nghịch nhĩ, thiệt mình chịu. Sự góp ý không nhằm vào cá nhân, vụ chống lãng phí này chẳng hạn, bởi ông Tô Lâm phát ngôn không vì cá nhân ông, nhưng đó là sự đại diện thay mặt cho bộ máy lãnh đạo do ông ấy đứng đọc. Ông chống, tại sao mình không ủng hộ, không chống? Tôi tuyệt đối ủng hộ ông ấy chống lãng phí, bởi đó là thứ tệ nạn bản thân tôi rất ghét. Từ thượng cổ tới giờ, chẳng có bộ máy nào toàn diện, tuyệt hảo, không sai. Vậy thì, nếu ta có ý thức xây dựng, mong muốn cuộc sống và xã hội tốt hơn, thì nói ra với ý thức xây dựng là điều tốt, tích cực. Vấn đề ở chỗ, bộ máy cầm quyền có biết lắng nghe những điều trung ngôn nghịch nhĩ hay không? Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Tôi sực nhớ câu thơ của cụ Lê Đạt, nhóm nhân văn giai phẩm. Anh muốn đảng gọi anh đến nơi, hội ý về cuộc sống, điều động anh vào bộ tâm hồn quần chúng, giúp trung ương xây dựng những con người. Tôi chẳng bằng móng tay út cụ Đạt, nhưng học cụ, dù biết cụ từng bị lên bờ xuống ruộng. Trong bài viết này, tôi chỉ nhấn đến nội dung lãng phí, chống lãng phí chỉ ra những khiếm khuyết, gấp thêm vào chủ đề ông Tô Lâm đã nêu trong bài huấn thị, chỉ đạo đang được tung hô ca ngợi. Trước đó, ngày 3 tháng 11, trong kỳ 1 của loạt bài Chống lãng phí, có chống được không? Tác giả Nguyễn Thông đã đề cập đến mong muốn Tổng bí thư Tô Lâm nói được, làm được. Dù giữa lời nói với việc làm luôn có khoảng cách, thậm chí tường thành vô hình không vượt qua được. Tác giả đánh giá, kể từ khi ngồi ghế Tổng bí thư, ông Tô Lâm có những phát ngôn rất đổi mới, xé rào, tích cực, phá vỡ ở vùng cấm, được hầu hết dư luận xã hội, dân chúng đồng tình, đánh giá cao. Ông Tô Lâm đã dũng cảm, thẳng thắn hơn nhiều so với ông Nguyễn Văn Linh ở thập niên 80-90. Ông Linh chỉ dám nói và làm, môn men những điều vụn vặt, chứ không bao giờ dám đụng chạm tới thể chế, bộ máy thượng tầng đến những thứ được coi là cấm kỵ, có thể liên quan tới sự tồn vong của chế độ. Ông Lâm lại càng hơn hẳn người tiền nhiệm, chỉ biết ngập lặng trong mớ lý luận bùng nhùng, tự mãn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Ông Tô Lâm vẫn chỉ chống lãng phí chung chung. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Dân chúng mong đợi ông Tô Lâm hiện thực hóa những phát biểu vượt rào của ông. Ngày 3 tháng 11, báo Tiếng Dân đăng bài bình luận chống lãng phí có chống được không của nhà báo Nguyễn Thông. Thời báo chấm đề giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Ông Tô Lâm viết hoặc ai viết dùm, khi nào thì tôi không rõ, chỉ biết chiều ngày 13 tháng 10, báo chí quốc danh đồng loạt đăng bài chống lãng phí đứng tên ông ở cương vị tổng bí thư chủ tịch nước hai vị trí cao vót trong bộ tứ điều này có nghĩa đây là mệnh lệnh của quốc gia kể từ khi ngồi ghế tổng bí thư lúc kim luôn cả chủ tịch nước ông tô lâm có những phát ngôn rất đổi mới xé rào tích cực phá vỡ vùng cấm được hầu hết dư luận xã hội dân chúng đồng tình đánh giá cao nhiều người bảo đó là tư duy tinh thần kiểu gốc chớp hiếm xuất hiện ở xứ này gần thế kỷ này. Và đây là hình bài trên báo Tiến Dân. Suốt bao năm, nếu người nói không phải quan chức đứng đầu thì sẽ bị xử lý tội vạ miệng, chịu lên bờ xuống ruộng, nát đám cỏ gà, như Trần Độ, Trần Xuân Bách, Hồ Đức Việt là ví dụ. Dân mà phát ngôn vậy, có khi bị bắt, đi tù do tội chống lại đảng, nhà nước, lợi dụng quyền tự do dân chủ. Về sự vạch áo cho người xem lưng, ông Tô Lâm dũng cảm thẳng thắn hơn nhiều so với ông N. Vân N. Nguyễn Văn Linh ở thập niên năm 1980 năm 1990. Ông Linh chỉ dám nói và làm mong men những điều vụn vặt chứ không bao giờ dám đụng chạm tới thể chế, bộ máy thượng tầng đến những thứ được coi là cấm kỵ có thể liên quan tới sự tồn vong của chế độ. Lâu nay người ta đã idol thần tượng hóa ông Linh quá đáng so với những gì ông ấy có ông lâm lại càng hơn hẳn người tiền nhiệm chỉ biết ngụp lặng trong mớ lý luận bùng nhùng tự mãn ôi ta là ta mà ta cứ say ta ông này tôi không cần biên thêm gì bởi thiên hạ đều biết cả rồi sau này lịch sử công bằng sẽ phán xét nhưng ngoái âm thai đời luôn có những chữ nhân giữa lời nói với việc làm luôn có khoảng cách thậm chí có tường thành vô hình không vượt qua được nói lời hay là một chuyện mà cơ bản phải chứng minh được cái hay ấy trong thực tế. Nếu chỉ nói hay thì ai bằng diễn viên, nghệ sĩ sân khấu? Và sân khấu chính trị xứ này hơn 2 phần 3 thế kỷ qua, đầy nghệ sĩ nói hay hàng đầu. Nhân dân từng thất vọng quá nhiều về họ nên ít lòng tin vào họ, lời họ nói. Và đây là hình Tổng bí thư Tô Lâm, người có nhiều phát biểu được cho là thẳng thắn và được cho là có xu hướng gần phương Tây. Chỉ mong lần này ông Tô không phải nghệ sĩ. Dẫu hiểu, làm chính trị rất cần lựa thời cơ để hành động chính xác, dục tóc bất đạt. Nhưng sự mong đợi của dân, nhất là dân đã từng bị lừa, không cho phép thời cơ nằm mãi trong thời gian vô tận, trong tương lai mờ mịt. Trong bài nghị luận chính trị xã hội, đúng công thức, đủ cả ba phần, mở bài, đặt vấn đề, thân bài, giải quyết vấn đề, kết luận, kết thúc vấn đề, rất chi hàng Lâm nói trên, ông Lâm chỉ rõ lãng phí còn diễn ra khá phổ biến dưới nhiều dạng hình thức khác nhau đã và đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho phát triển trong đó gây suy giảm nguồn lực con người nguồn lực tài chính giảm hiệu quả sản xuất tăng gánh nặng chi phí gây cạn kiệt tài nguyên gia tăng khoảng cách giàu nghèo hơn thế nữa lãng phí còn gây suy giảm lòng tin của người dân với đảng nhà nước tạo rào cản vô hình trong phát triển kinh tế xã hội bỏ lỡ thời cơ phát triển của đất nước trích nguyên văn Đoạn văn trích nguyên vạn trên có một câu thiếu chủ ngữ, không nói rõ ai, cái gì, gây suy giảm nguồn lực con người. Thứ câu què cục này rất phổ biến ở đội ngũ trợ lý, thư ký của các sếp to trong các văn bản của nhà nước. Đó là mối nguy cho tiếng Việt. Thôi, sự này để bàn sau. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Dân chúng mong đợi ông Tô Lâm hiện thực quá những phát biểu vượt rào của ông. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.